Thôi, em vào nhà đi, anh đi về đây. Không cởi mũ bảo hiểm cho người ta à? Nào. Này. Người ta chăm sóc cho như thế không thấy rung động à? Lại đang tương tự thằng phó đực nào đúng không? Uầy, đùa. Hiếp, sao nặng lời thế? Bao nhiêu việc người ta phải suy nghĩ. Thế cái vụ kia thế nào rồi? Suôn sẻ thì có suôn sẻ. Thế á? Nhà sản xuất ý, họ đã hứa là họ sẽ sản xuất MV cho anh rồi. Bây giờ mình sẽ mất một khoản tiền, gọi là phí lăng xê. Bao nhiêu? Khoảng 300. Uầy, chát thế. Có 300 thôi mà. Nhưng mà nhiều quá. Nhiều gì mà nhiều. Thành công có bao giờ có giá rẻ đâu. Lúc mà ngon rồi á, tiền thu về không phải nghĩ. Chưa kể cái lúc nhá, anh nổi tiếng, cát xê của anh ấy tăng gấp hàng chục lần so với đi hát đám cưới với hội chợ. Mà khi đấy chỉ có em, em mới xứng đáng làm quản lý cho anh thôi. Nhưng mà bây giờ cái tiền đâu ra? Em đã nói như thế thì thôi vậy. Anh cũng chán lắm. Lại dỗ rồi. Thôi là thôi thế nào. Được rồi, tiền nong anh cứ để cho em lo. Bố bầu. Sao giờ này còn bầy bữa này hả? Hai chị em ăn uống gì chưa? Mẹ với cả cô Khánh lâu ngày gặp nhau không rời được cơ. Uống nhiều quá, khát quá. Mẹ có tuổi rồi, nhậu nhẹt ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Mà mẹ cũng đi chơi đêm vừa thôi. Cái con này, làm gì mà nói như ông già thế à? Kiểu đấy à, khỉ nó lấy nhá. Mẹ nói đúng đấy, tốt nhất là chị thay đổi đi. Sao ế đến già lại kêu tại số. Mẹ có tin mày bị ăn đòn không? Em nó nói đúng đấy. Đàn ông con trai không ai nó thích cái loại như con đâu. Vừa quê mùa vừa thô lỗ cục mịch, lại còn chảnh chọe nữa, lại còn láo lếu, xong lại còn giáo điều như thế à. Thằng sứt môi lồi rốn nó không thực dưỡng. Ok. Mẹ này. Sao? Đã nói đúng lại còn nói to. Ôi xôi. Ôi con trai của mẹ, em bé của mẹ, mẹ mẹ. Chị nên nghe mẹ với em đi. Không thì sau lại kêu em với mẹ khẩu nghiệp. Này, mày có tin tao cho mày ăn cháo chim hầm không? Hả? Này, có mỗi mấy đứa con thôi mà cứ suốt ngày dọa mang ra thịt. Chị cũng biết em quý chúng nó hơn sinh mạng của mình à? Mà tại sao đàn ông con trai thì cứ gọi chim là con thế à? Làm người không muốn làm chim à? Thì làm sao? Thôi thì hầm thì làm sao? Hai cái đứa này suốt ngày chuẩn chuẩn với nhau. Thằng này, bỏ cái này xuống cho mẹ ngồi cho mày để đồ lên bẩn này hả? Cả cái ghế của tao sạch thế mà. Mình, cho mẹ vay ít tiền. Mẹ vay có bao giờ mẹ trả đâu. Mà mẹ vay làm gì? Cô Khánh bạn mẹ về, bây giờ rủ mẹ hùn vốn làm ăn. Bà cũng nói rồi, phi thương bất phú còn ạ. Cứ cho mẹ vay tiền đi rồi mẹ thả. Con tưởng mẹ bảo là mẹ nghệ sĩ thanh cao. Tiền là vật ngoài thân cơ mà. Ừ thì mẹ vẫn là nghệ sĩ thanh cao. Thế nhưng mà mai sau mình đi lấy chồng thì mẹ mới cả thằng Chí cho tay vào mồm mút à? Thế mẹ định vay bao nhiêu? Ba mươi triệu đi buôn bóng bay. 300 triệu á? Mày nghĩ con lấy đâu ra tiền? Có mà bán cả con đi cũng không đủ ấy. Mình, mẹ biết con ngoại giao giỏi, con quan hệ rộng. Con cứ lên công ty con, xong rồi con vay mỗi người một ít. Xong rồi khi nào mẹ làm ăn được thì mẹ trả mình, rồi mình trả người ta. Nhưng mà mẹ ơi, công ty con vừa mới sang tên đổi chủ rồi. Phúc tổ 70 đời là con gái của mẹ vẫn chưa thất nghiệp đấy. Mà thôi, mẹ đừng có nhắc đến mấy cái chuyện tiền nong trên trời rơi xuống nữa đi. Nhà có một ông hoang tưởng suốt ngày đòi khởi nghiệp là con cũng đủ mệt lắm rồi. Còn một đống hậu quả ở dưới kho chưa giải quyết đâu. Này,
Sao cứ phải lôi người ta vào làm gì hả? Liên quan. Rồi. Để đi con này làm gì, tính nó lúc nào chả bẩn như thế. Giống lão Đạt thật á? Ừ. Giống y như lột đi. Này, đừng nói với tôi nhá, bà lại không biết nó là con ai đấy. Ôi, cái gì? Giống thì bây giờ làm được cái gì? Sao lại không được gì? Nghe này, gia tộc họ Cao bây giờ đang giàu nhất nhì vịnh Bắc Bộ không? Mà lại không có người thừa kế, đấy mới là vấn đề cần nói. Sao bà biết? Cái gì mà tôi chả biết? Chêu ơi, loanh quanh thế nào ấy, con gái út lỡ Đạt sang chỗ tôi học lại học cùng con cún nhà tôi. Thế cho nên tu ti tủ tỉ bất cứ một chuyện gì nhà lão ấy tôi biết hết. Nào, lão Đạt nhá, cùng vợ lão ấy làm đủ mọi cách nhưng mà vẫn không thể có con trai. Đáng đời. Mà bà hãy nghĩ xem, nếu như bây giờ con trai của bà lại là máu mủ của lão ta thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thôi được rồi, mình không cho mẹ vay tiền đúng không? Thế thì mẹ sẽ đi tìm bố chúng mày để mẹ xin tiền. Gì? Bố nào? Bố đẻ của hai đứa chúng mày đấy.